gần đây hội thi nghiệp vụ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trở thành một hoạt động ý nghĩa nâng cao nhận thức và an toàn đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đây sẽ là nơi để mỗi người có dịp cọ sát nâng cao khả năng thực hành tích lũy thêm kinh nghiệm kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cứu người cứu tài sản một trong những cách làm hay của Bình Dương là xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 1.200 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 685 điểm chữa cháy công cộng, xây dựng mới 8 mô hình xe chữa cháy lưu động, một mô hình điểm tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống tội phạm, đưa vào hoạt động qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình bốn tại chỗ góp phần phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra các mô hình bốn tại chỗ được triển khai và nhân rộng tại địa bàn dân cư ở bình dương và mang lại nhiều hiệu quả thực tế nhất là nâng cao nhận thức của mọi người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy